Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị giao ban cụm thi đua hội chữ thập đỏ các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Huyện Ea Súp chủ động tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em. Tiết học biên cương trên biên giới. Đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk. Thời sự trong nước, những món quà ân tình đất liền gửi tới Trường Sa. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc mở rộng quy mô tập trận. OPEC cộng gia hạn cắt giảm sản lượng đến hết năm 2025 là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 3 tháng 6 tại thành phố Buôn Ma Thuột, cụm thi đua số 6 Hội chữ thập đỏ các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo tại hội nghị cho biết, cụm thi đua Hội chữ thập đỏ các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 1.655 tổ chức hội cơ sở, 13.522 chi hội với trên 281.050 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của các cấp hội trong cụm đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và nhu cầu của các đối tượng. Kết quả hoạt động chung toàn cụm đạt giá trị hơn 410,7 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo. Trong đó, công tác xã hội vận động được hơn 1 triệu suất quà, trị giá trên 363,2 tỷ đồng. Công tác phòng ngừa ứng phó, thảm họa đạt trên 7,5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe đạt trên 26,8 tỷ đồng. Công tác hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận trên 80.157 đơn vị máu, trị giá trên 13 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm 2024, cụm thi đua Hội chữ thập đỏ các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chợ nhân đạo, xây nhà chữ thập đỏ, cấp học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà để giúp đỡ cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, duy trì nhân rộng các mô hình nhân đạo giúp đỡ cho hộ nghèo như hũ gạo tình thương, chương trình cứu trợ thường xuyên, chương trình nhịp cầu nhân ái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, tập trung triển khai hiệu quả chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 gắn với tuyên truyền vận động hiến tặng mô tạng cơ thể người, tập trung truyền thông, nhân rộng mô hình trường học an toàn, cộng đồng an toàn, phòng tránh thiên tai, thảm họa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Sáng nay, mùng 3 tháng 6, Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Năm năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn Đặc công 198 đã có chuyển biến toàn diện, đổi mới cả về nội dung và hình thức thực hiện, gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng. Qua đó, có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật, kiểm tra chất lượng chính trị hàng năm, Lữ đoàn luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi hơn 85%. Trong công tác huấn luyện, phong trào thi đua đã tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh đặc công. Trong các năm 2020, 2022, 2023, Lữ đoàn Đặc công 198 được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.
Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Lữ đoàn đặc công Bộ 198 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp, 272 lượt tập thể và 1.523 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn năm 2024-2029, Lữ đoàn đặc công Bộ 198 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước, hướng vào việc xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua người thực, việc thực, thành tích thực, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng thực chất và phát triển sâu rộng. Năm 2024, các nông sản thế mạnh của Đắk Lắk đều tăng giá ấn tượng, đem lại nhiều niềm vui cho nông dân và kỳ vọng vào một chu kỳ thành công mới cho nông nghiệp toàn tỉnh. Trong khi mức tăng gấp đôi của cà phê, hồ tiêu thu hút sự chú ý của đông đảo nông dân, loại nông sản tăng giá ngoạn mục nhất là cacao lại gần như diễn ra trong thầm lặng, có thời điểm đạt tới 12.000 đô la Mỹ một tấn hạt thô, gấp 4 lần so với năm 2023. Theo các hợp tác xã trồng chế biến cacao, nếu như trước đây năng suất cacao Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 1,3 tấn hạt khô một hecta, nay nhiều vườn đạt trên 2 tấn, có khi tới 3 tấn. Ngoài bán cacao hạt khô đã lên men và bột cacao, nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư máy móc, thiết bị chiết tách được bơ cacao và chế biến được sô cô la. Phần cơm cacao chiếm 30% trọng lượng hạt ướt trước đây hầu như bỏ phí nhưng nay được chế biến thành nước lên men, giá bán có lúc đến 200.000 đồng một lít. Chất lượng tốt, chuỗi sản phẩm đa dạng đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã có lợi nhuận khá, có nguồn lực để đầu tư bài bản hơn cho sản xuất. Trước đây, Đắk Lắk đã từng có hơn 2.000 hectare cacao. Dù trải qua thời kỳ suy giảm kéo dài, chỉ còn hơn 1.000 hectare vào năm 2020, nhưng Đắk Lắk vẫn là tỉnh dẫn đầu cả về diện tích, năng suất và giá trị. Đến nay, với nền móng năng suất, chất lượng được xây dựng từ thời kỳ khó khăn nhất, cùng lực đẩy lớn từ thị trường thế giới, cacao Đắk Lắk càng có cơ hội lớn để hồi phục và rộng đường phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Esup đã tích cực tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhờ đó, tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn đã giảm đáng kể. Xã Ebung và thị trấn Esup là những địa phương có nhiều ao hồ, công trình thủy lợi. Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra đuối nước, nhất là dịp hè, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống các tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Những năm gần đây, từ khi mà cắm những cái biển báo này thì người dân cũng như là trẻ nhỏ đã biết được những cái vùng đấy là vùng nguy hiểm, không được đến tới nơi nuôi tới, thì cũng nhờ như thế cho nên là những năm gần về đây thì tình trạng xảy ra đuối nước rất là hạn chế. Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã Ebung còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, tạo sân chơi cho các em, giảm tình trạng các em đến các ao, hồ, sông suối để tắm. Trong thời gian qua, thì được sự chỉ đạo từ cấp trên, thì xã Ebung thì cũng tiến hành qua các cuộc họp triển khai về cho các ban thôn đến cho nhân dân, nhằm là coi như là hạn chế hết mức cái vấn đề mà tai nạn đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn. Thì đặc biệt là những cái biển cảnh báo này là nhằm là để là nâng cao cái nhận thức của người dân với các cháu nhỏ trong quá trình là tiếp xúc với sông suối, về khu nước sâu để tránh trường hợp là xảy ra những cái trường hợp tai nạn nó đáng tiếc. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Esup đã tổ chức diễn đàn chung tay bảo vệ phòng chống xâm hại đuối nước trẻ em, chỉ đạo các trường thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ quyền trẻ em, xây dựng hòm thư góp ý để thu thập các ý kiến của trẻ em, thành lập và duy trì 18 câu lạc bộ quyền trẻ em, 26 câu lạc bộ kỹ năng và 65 câu lạc bộ sở thích để nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi. Trong những cái dịp cao điểm thì Ủy ban nhân dân huyện triển khai các công văn đến các cơ sở là yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là cũng tiến hành cắm những cái biển báo ở tại các những cái khu vực ao, hồ, rồi là những cái khu vực mà có thể là xảy ra cái tai nạn đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn huyện.
Trước kỳ nghỉ hè năm 2024, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Esup đã chủ động phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử và các buổi sinh hoạt đoàn, đội về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em, ra soát, cấm các biển cảnh báo ở những khu vực hồ, đập, sông suối, công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường, quản lý chặt chẽ con em, giảm thiểu tối đa tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, Tiết học biên cương là một chương trình mới, mô hình được các đơn vị, bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương, trường học triển khai những năm gần đây nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh về ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu quân đội trong mỗi em học sinh. Năm nay, chương trình được tổ chức đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em. Ghi nhận tiết học biên cương tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn. Mặc dù năm học 2023-2024 đã kết thúc, nhưng với mong muốn giúp cho các em học sinh có một trải nghiệm học tập ý nghĩa, thiết thực trong dịp nghỉ hè này, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với trường tiểu học Y Rút, huyện Buôn Đôn tổ chức cho các em đến học tập, trải nghiệm tại đơn vị. Chương trình nhận được sự đồng thuận cao từ gia đình và các em học sinh với hơn 120 em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh tham gia. Nghe thông tin là được vào tham quan các chú bộ đội trong tiểu đoàn thì cháu đã phấn khởi, thử tôi qua và nhắc nhở mẹ là sáng dậy sớm để chuẩn bị cho con một bộ đồ mới và khăn quàng, giày dép. Trước khi vào đây thì gặp được các chú thì cháu rất là phấn khởi. Các em học sinh đã được các thầy giáo mang quân hàm xanh giới thiệu về mô hình đường biên giới, cột mốc biên giới, biết thêm những chiến công cũng như những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước, của lực lượng bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biên giới. Những trải nghiệm thực tế sinh động đã để lại ấn tượng sâu sắc, nhân lên tình yêu tổ quốc trong mỗi em. Hôm nay con đi thăm các chú bộ đội rất là vui. Ngày hôm qua con rất là háo hức để sáng ngày mai đi thật sớm. Ở đây các chú con được xem các chú bộ đội tập thể dục, được các chú bộ đội nêu các cột mốc. Con hy vọng rằng lần sau con sẽ đến đây nhiều hơn. Đối với các em học sinh và đối với các bậc phụ huynh và toàn thể giáo viên, đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, trau dồi thêm cái môn hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh, giúp các em là có động lực để sang năm học mới các em tiếp tục tham gia những cái hoạt động cùng nhà trường và các bậc phụ huynh cũng hăng hái để tham gia cùng với nhà trường, tham gia những cái hoạt động trải nghiệm giống như là ngày hôm nay. Các em còn được lồng ghép học tập các kỹ năng về tác phong điều lệnh, học múa dân vũ, cùng giao lưu văn nghệ và tham quan nơi học tập, rèn luyện của bộ đội, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã tặng 80 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm tuyên truyền giáo dục cho các cháu học sinh nhận thức được biên giới quốc gia, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, từ đó giáo dục cho các cháu học sinh được nắm được và cái ý thức trách nhiệm, cái trách nhiệm bản thân thường xuyên học tập, rèn luyện thành con ngoan trò giỏi, góp phần công sức và có đóng góp to lớn trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Năm 2019, Tiết học biên cương là một trong 8 mô hình phong trào sáng tạo được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng giải thưởng Vừa A Dính. Tiết học đã góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nuôi dưỡng ước mơ được cống hiến cho thế hệ tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã bám sát đặc điểm tình hình đời sống của các hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giải quyết các nhu cầu bức thiết của người dân trong phát triển kinh tế. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, khơi dậy tính chủ động, tạo cơ hội để người nghèo tự lực vươn lên. Là hộ nghèo của xã Ehiu, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, năm 2019, ngoài được hỗ trợ cây giống để tái canh cà phê, ông Ayen còn được vay vốn 40 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhờ tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên mô hình kinh tế của gia đình ông phát triển tốt. Năm 2023, gia đình ông Ayen đã tự nguyện xin thoát nghèo. Mà nhờ huyện ủy tạo điều kiện cho cái tàu vườn tạp thì tôi cái tàu lên vườn này để trồng sen ít sầu riêng
Bây giờ nên phải cải tạo là làm, bây giờ là phải cần cù phải làm thì nó được hơn. Cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm. Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 139 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa 46 công trình giao thông, thủy lợi tại hai huyện Esup và Madarak, hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hàng năm, đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn và triển khai hàng loạt chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án kết hợp với những giải pháp, cách làm sáng tạo, năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,15%, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 19,7%. Ngoài cái nguồn từ của trung ương và của địa phương ra thì còn có cái nguồn, các cái nguồn của các nhà hảo tâm về công tác từ thiện nhân đạo, hỗ trợ xây nhà, rồi hỗ trợ cho những cái vấn đề khó khăn trong thực hiện các công tác giảm nghèo. Và có thể nói rằng thì sự vào cuộc của hệ thống chính trị thì công tác giảm nghèo sẽ thực hiện được tốt. Sự phối hợp rất chặt chẽ của chính quyền các cấp, rồi của các đoàn thể, và trên cơ sở đó thì giao trách nhiệm cho từng địa phương xây dựng các cái mô hình phù hợp với điều kiện về đất đai, về thổ nhưỡng, rồi về tư liệu sản xuất của từng hộ. Và trên cơ sở đó thì cũng đã xây dựng được hơn 80 mô hình, và những mô hình này chúng tôi bước đầu cũng đã có cái hiệu quả. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 1 đến 2% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 đến 4%. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là tăng hình thức đối ứng, giảm hình thức cho không nhằm phát huy tính chủ động của người dân.